nào. Xin chào các bạn. Hôm nay nhà tớ đi Skywalk ở Lotte. Bao nhiêu tờ? Con đi đi lại lại đi. Có sợ không một tí? Mẹ ghê lắm ấy. Tí cảm giác như thế nào, có lâng lâng không? Bạn tí còn múa võ ở đây đấy. Không sợ gì cả. Không biết sợ tập gì nhưng mà chỉ sợ ma. Mười cái nhỉ. Tí chống đẩy 10 cái. Bye bye đi, bye bye đi. Bye bye.